Tới dự và chung vui với thầy và trò trường trung học cơ sở Thạch Bình, huyện Nho Quan trong ngày khai giảng năm học 2023-2024 có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Nho Quan. Mặc dù là trường thuộc xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân. Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, có nhiều đổi mới trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn được giữ vững, đặc biệt kết quả thi học sinh giỏi của trường luôn nằm trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu của huyện, có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia. Năm học 2022-2023, nhà trường đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục huyện Nho Quan và trường Trung học cơ sở Thạch Bình đạt được trong năm học vừa qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới, đồng chí đề nghị chi ủy, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng nhà nước về công tác giáo dục đến cán bộ, giáo viên và học sinh một cách cụ thể phù hợp trước hết cần nghiên cứu kỹ để cụ thể hóa chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục về nhiệm vụ năm học 2023-2024 và kế hoạch hoạt động của nhà trường, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tốt hoạt động của các câu lạc bộ, tạo môi trường giáo dục lành mạnh bổ ích, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 chủ động trong việc thông tin tuyên truyền các hoạt động đổi mới của ngành, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo. Các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và cấp ủy chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo.